Hello anh em nha, hôm nay á, thì bốn chú cháu tôi á, có một cái trò chơi cũng mang tầm quốc tế anh em. Bây giờ có một series này, mấy đứa con muốn thử thách không? Phần thử đó, ok thử thách 500 nghìn. Đây là thử 500 nghìn đây. Nói quá là có tiền đàng hoàng mà. Đứa này chịu không? Chịu. Phần thử 500 ngàn, nhưng mà nội quy của chương trình hôm nay thế lại như thế sao? Bây giờ là một đứa là ăn phải là ba gói mì thêm một trái ớt. Đứa nào ăn nhanh nhất, trước nhất là được hưởng 500 ngàn. Thôi nấu sạch luôn nha. Rồi. Ok chưa? Ừ, nấu sạch luôn. Rồi giờ bắt đầu nha. Đưa con rửa sao ăn được. Rửa lên nó mới được. Nè lấy cuộc 500 ngàn nha, biết nhiêu ly trà sữa chưa? Vậy bao la luôn cha. Đây đây mày cầm đi. Thôi mày cầm đi. Nè có đứa nào muốn sờ sao mà uống thử trước không? Còn đạt tiền đạt nó bị cùng kìa. Đó, cầm thử đi, cầm thử đi. Tiền thiệt đàng hoàng đó nha. Tiền thiệt đàng hoàng đó. Phát mày. Rồi bây giờ anh em vui mì ra chuẩn bị mẹ nó đổ vô ba lẹ đi ba. Trụng nha. Quá trời rồi các thanh niên giờ rất là ấy. Bây giờ chừng nào mà con xé nước xong đi rồi giờ chú tính để nước vô đi rồi mới bắt đầu mình tính. Như nước nó đổ không chứ ba? Có thể đủ. Thiếu cái nhập tiếp. Đổ mình muốn nêm vô mới được. À không thì mình nấu thêm một ấm nước nữa. Trời cũng phải đủ mà. Trời. Đây bấm vô đồng hồ giờ cái kìa. Quá trời sao. Mấy thanh niên rất là sốt sắng luôn các bạn ơi. Đây. Rồi thanh niên đạt cái mặt nó nè trộn vô. Nếu thắng cuộc đánh liên quân hay gì đây? Chắc cả ngày quá. Xong đổ nước nha. Chưa, từ từ đẩy mấy kia. Ba gói đã hết rồi hả? Chuẩn bị kim quang nét nha. Rồi đẩy một đứa trái ớt. Rồi khô mực đó. Sẵn sàng rồi đó. Rồi ớt ăn cuối được không? Mấy ăn hết lên hết rồi. Bắt đầu là để vô tô mì luôn á. Ăn hết chưa? Không hết nước luôn sao hả? Sao mà nó hút hết nước luôn. Đồng hồ bây giờ là 0000 nha các bạn. Đây đây, vậy mấy cái 500 ca dễ dễ nghĩ ra lấy đó mà. Hút nước thì hay mệt nha. Để ớt vô luôn. Mà đứa mới mệt kia nè. Thôi cũng mang mệt. Cũng mang để cho lấy kìa. Thôi anh em tự chiên ở đây cũng mệt. Thì mình muốn là ít quá nó không ngon đâu. Rồi hết dĩa. Miếng à. Ngày chúng là sẽ không ăn ăn mì tôm, chúng là ăn mì mực. Anh em cầm đũa lên sẵn nha. 1 2 3. Cầm đũa đi. Chú con nước. Phan bây giờ cầm đũa lên sẵn đi, chú tính chừng nào mà chú tính nói bấm máy một cái rồi là chế nước vô là bắt đầu tính đó. Không chế vô nước vô mới tính. Rồi. Sao mà bấm máy mới tính? Rồi. Trong chừng này. Ok. Rồi đẩy nước vô thì dọn. Rồi dọn dẹp trên bàn hết đi. Dọn đã. Hết chưa? Hết chưa? Hoài. Vậy chứ ăn không kìa. Ê cũng mì nó mà. Cái này. Rồi chuẩn bị nha, 500 nha anh em, 500 nha em. Trời trời. Nè, nào chế nước đi, chú tính quay cho. Đây, con chế cho. Nè, con chế đi. Nhiều quá. Còn bà to nữa bà. Hít bé bụng mà. Nào chế gì vừa thôi nha. Đạt, chế chế, bằng chế phải bằng nhau chứ vừa vừa gì trời. Chế cho ông Đạt nó đầy to đi, xong chế nó đầy to. Chiến này mình chắc mình không thắng nổi rồi. Bé mực chưa? Tới mực. Cái mất. Ừ, cái mất rồi đó. Đạt còn thiếu. Này cho này to nó vừa nó. Đây. Rồi. Hốc đầy to nó mới im. Rồi. Rồi để mì chín cái đây. Mì chín hả tính nha trời để chưa. Chưa. Mì tính bắt đầu á. Chưa. Để mì chưa? Mì chín chưa? Chưa. Trời mới đổ vô mì chín. Rồi để mì chín xong rồi sẵn sàng hết đi. Rồi bấm. Nha kêu chẳng mấy con kêu sẵn sàng chú bấm đó. Trong này. Trong thời gian chờ đợi mì chính thì bây giờ các thanh niên cảm thấy mình thèm món gì các thanh niên? Món 500. Câu bộ tiếng Anh này nó rất là phấn khởi với tờ 500 của chú tính đây. Rồi bây giờ chuẩn bị mì chính chưa? Dạ. 1, 2, 3, bây giờ đồng, hiện giờ đồng hồ 00 rồi nha các bạn. 1, 2, 3 bắt đầu. Ai sẽ là người được thưởng 500 đầu tiên hôm nay đây? Còn bình an thì nó tắm mà nó nghe nói chú tính mà làm cái chương trình có thưởng cái nó chạy qua nó không kịp chạy đầu luôn. Bây cứ ăn nhanh nhanh đi mà bắt nhảy chết hết con. Con Đạt đang ăn kìa các bạn ơi. Dài quá. Không biết là thanh niên nào thắng đây.
nhìn có vẻ là ha. Con chó trước này nha. Quy ăn giật nhiều quá ta. Đấy. Con chó trước này nha. Rồi. Thanh niên một luôn nha. Một thanh niên đang hết một cái ớt rồi nè. Cố lên Bình An ơi. Thấy thằng này nhỏ nhỏ chứ ăn lượt là dữ lắm, hàng hai tô cơm một lượt á. Mẹ hay lắm. Cố lên. Nhìn có vẻ thanh niên Đạt này rất là đói bụng. Ăn một chút xíu mà hết nửa tô rồi các bạn ơi. Thanh niên Đạt này có vẻ là sẽ là người thắng cuộc đây. Quy cũng không có làm hết rồi. Anh Điền này muốn anh Điền này muốn bỏ cuộc cái gì rồi. Ngửi rồi. Đúng rồi. Chế thêm nước không? Chế thêm nước cho không? Rồi được uống nước chứ. Nói được ra uống cái nước lọc đó. Bộ có bộ có vẻ cay rồi. Cắn ớt chưa? Nãy giờ cắn ớt hết chưa? Cắn chưa ớt cay quá. Thay đổi chương trình hôm nay thì đơn giản thôi. Rồi chắc tiếng Anh thắng qua. Quá trời luôn rồi. Hiện giờ là 2 phút 5 6 giây. Trong 5 phút đầu tiên không biết là thanh niên nào có thắng cuộc không đây. Nghe thì trời. Quá trời luôn rồi. Toàn là toàn là máy xúc Cửu Long không các bạn ơi. 500k 5 ngày đúng cuộc. Hôm nay nào trái nước tương nha các bạn. Trái nước tương mấy ngày đang hết rồi. Nhìn có vẻ là Huy sẽ là người thắng cuộc các bạn ơi. Huy bây giờ là hiện giờ đang dẫn đầu. Cái tô mì của Huy là bây giờ giật xuống còn sắp tới đáy rồi. Nè. 500 rồi Quy ơi. Con ngày mày chứ. Chơi nước thêm không? Nước thêm ăn chết rồi. Từ từ đi. Từ từ đi. Thằng nào cũng còn nửa tô chứ á. Từ từ đi. Ăn 3 tô cơm. Ngon quá. Hay mang ấm ấm vậy cho ăn ghê thiệt luôn á. Hay quá các bạn ơi. Hiện giờ là đồng hồ đã nhảy lên tới phút 4 phút 11 giây. Các bạn ăn cũng còn khá là nhiều nha. Hàng Bình An chắc có lẽ là người đến sau rồi. Cơm nôn quá vậy. Ăn mấy cơm kinh bụng đến quay chết luôn. Ê, cái chương trình nó đưa ra là phải vậy đó. Ấy quay ban ngày biết quen bay chưa ăn cơm sao? Thấy không? Phải lâu lâu phải đánh đột xuất vậy đó mới được. Chết. Đó rồi. Đâu quá rồi. Đây máy xúc của lòng dữ quá. Cũng có quyền. Có quyền nhưng mà không biết là bạn sẽ vào nhận thưởng kịp không? Tao tạm dừng video em mang tiếp. Huy có vẻ như là đang rất là no. Rất là mệt. Để nó xuống một chút xíu rồi mới nuốt được. Thanh niên Đạt. Thanh niên Đạt có vẻ là người sẽ là thắng cuộc đây các bạn ơi. Đạt ăn dữ quá. Ôm ôm vậy chứ dữ lắm các bạn. Ăn nè. Ai sẽ là người được thưởng 500k hôm nay đây. Các bạn đón ai là người thắng cuộc các bạn. Từ từ đi, uống nước đi.
không có quy định thời gian mà. Bây giờ là hiện giờ là đồng hồ đã nhảy 6 phút 45 giây. Mấy ngủ ngủ ra ngã ngại đó. Mấy chút cú lộn chồng kìa. Rồi, các con sẽ là thua cuộc với bé Đạt rồi. Bé Lê Văn Đạt. Đây, các bạn hãy nhìn gương mặt này các bạn. Gương mặt làng trong... gương mặt nhìn nó nách rồi, dữ lắm á. Gương mặt vàng trong làng... ăn mì. Bình An hiện giờ có vẻ như rất là muốn được thưởng phần thưởng này. Một thanh niên bỏ cuộc. Quy bỏ cuộc đầu tiên. No thôi hai Quy. Chú tính đâu quy định thời gian đâu. Ai ăn trước mà. Tới rồi, tới rồi. Đừng ói nha con. Ói kỳ lắm đó nha. Wow, thanh niên này giỏi, thanh niên này còn một trái ớt chưa cắn nè. Nhưng vẫn chưa được thắng cuộc lắm. Ăn rồi còn trái ớt chưa lại ăn hồi. Tét luôn. Cầm cái bụng như lắm rồi. Được rồi. Sao nay bỏ cuộc sớm Quy? Chưa ai còn không biết đâu, ăn cơm nãy ăn nhẹ được hai con chưa ai ăn cơm. Hết chưa? Câu bộ tiếng Anh và Đạt là có vẻ ngang ngửa nhau đó nha các bạn. Để trong rồi. Còn nước không? Đạt xong rồi, còn nước không à? Còn cái ớt nữa. Nước ơi. Rồi, Bình An chắc cũng phải ở lại chương trình này các bạn ơi. Ngay sau hết nói Bình An tô, Bình An chắc còn cả hai gói các bạn. Nè các bạn coi tô của Bình An nè. Còn gói à. Đây xạo lên cho các bạn coi tô của con Bình An. Mẹ sẽ mà. Còn gói à. Uống nước đi, uống nước. Uống nước cho tính đi, tiếp đi. Chết nó rồi. Nè, ơi bạn các bạn. Thành đi. Tại con uống nước tươi. Adi Cu Đạt hiện giờ đang thở lên. Đi tính chưa? Đạt nước bên nước nữa. Nước mà. Đạt nước để bị bạo sao? Sao mày cầm vậy lấy đâu mà? Đéo nước gương đạt tao cầm. Giang đi. Vì sự nghiệp ăn uống gán đi con. Tao lấy mới được. Liên Quân hay là Giang đi, chị mày điên đợi mày. FIFA đây. Gán lên em ơi, vì sự nghiệp 10 ly trà sữa em ơi. Nó đợi 100 nó mua người tôi nghiêm đó. Mua nhẫn cho em yêu, tặng em yêu rồi. Ôi là thua nha. Ôi là thua đó nha. Nhẫn à, nhẫn nhưng mà nhẫn đó. Nhưng vợ con là người mày đi trước rồi. Mày đó mày dẫn ra tiếng rồi, tiếng Anh tới. Con là người tới đích rồi mà. Rồi con làm sao tiếng Anh tới đích luôn. Bình An vẫn không bỏ cuộc nha các bạn. Qua video này các bạn thấy đó, dù như thế nào cũng không nên chùn bước nha các bạn. Đạt này nó chơi. Gì vậy? Anh niên này ăn chơi dơ quá. Ăn đồ hoàng mày, không hôn với mày. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, ăn Giang nha, ăn Giang nha. Thằng này ấm ấm mà nó ăn ghê mày Quy. Chú nó trước cũng ăn cơm, nhặt nó cháy chiều qua đây cũng hết. Bởi vậy đâu có cho hay trước được. Mấy cái chương trình này là làm đâu cho hay trước được. Đâu cũng cho muối đâu. Sao muối gì còn bụng bành. Ồ, đúng rồi sao muối thiệt các bạn. Hết chưa? Ơi, thanh niên này chơi dơ quá. Mày nãy mày cúi xuống rồi không chịu chế vô. Mày để đây, mày nói rồi. Để đây, để xuống đây. Mày để đây nặng mà không hết, mày không hết, mày không ngồi. Ôi chết luôn. Nhận chứ mày, nhận chứ mày. Trời ơi. Đầu hàng luôn rồi. Chưa đầu hàng hả? Vậy là bây giờ hiện giờ là còn chỉ số là hai người này, Tuấn Anh và Đạt. Không biết ai là người thắng cuộc đây. Ăn hết tô mì. Ai gì trước luôn mà cũng được mà. Ăn hết tô mì hết nước luôn. Không ăn hết thì sao? Không ăn hết thì thua cuộc. Không ai nhận được hết. Thế lại là vậy mà. Bây giờ là 11 phút rồi đó các bạn.
Bây giờ hiện giờ là Bình An vẫn không bỏ cuộc, Tuấn Anh cũng không bỏ cuộc, vẫn còn hy vọng, còn nước còn tát các bạn ơi. Súng này. Thanh niên này. Wow. Thanh niên Đạt này chơi là ăn gian lắm nha các bạn. Chơi phun phun rồi từ lên. Trời ơi, vậy húp vô được luôn. Thua. Không sao, anh Đạt cứ làm. Không sao đâu. Tôi có còn người nào nấy ăn mà không sao đâu. Giờ có vẻ như là thanh niên Đạt sẽ là người chiến thắng. Bao nữa rồi. Bao quá Đạt ơi. Cho các bạn biết là nó no tới cỡ nào. Tính chứ sao không tính? Hay quá. Rồi. Hai thanh niên đã đồng hàng. Bây giờ Bình An và còn chỉ là Tuấn Anh với là Đạt. Đạt có vẻ là người thắng cuộc. Đạt còn một miếng thôi Đạt. Có bên. Chúc mừng thanh niên Lê Văn Đạt. Đạt win rồi. Đạt win. Chiến thắng gì ăn mừng kiểu gì kỳ vậy? Quá rồi. Chiến thắng sao làm chiến thắng ơi, win coi. Cảm nhận của em sao em Đạt? Anh em quá gà, quá trời. Đâu, khoe cái bụng cho các bạn coi coi. Tôi ngắt rồi. Đây, cái bụng. Anh sẽ trao lại 500 cho mày. Với 500 này em sẽ làm gì Đạt? Ồ, anh em này có vẻ rất là dạy gái các bạn ơi. Rồi. Các bạn. Rồi, video đến đây là xin kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ bên người thân yêu của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn ơi, cả nhà ơi.